luôn. Rồi, chào tất cả quý vị nha. Chúng ta đang lên một cái nơi gọi là đỉnh trời luôn quý vị. Đó. Cao ngất luôn. Hiện tại thì không thấy gì hết. Không thấy gì luôn. Đó, đã không? Cổng trời nha. Ôi. Đang là âm độ luôn nha quý vị. Âm độ luôn nha quý vị. Cách nhau khoảng 5 mét là không thấy nha. Đây là một cái chùa. Chùa đỉnh cổng trời. Đây quý vị có thấy một cái chùa không? Đỉnh cổng trời. Cách nhau 5 mét mà không thấy. Nhìn xuống dưới đây là thôi thua luôn. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ mất 100.000 đi xe lửa và 650.000 đi cáp treo sẽ lên đến được ga Đỗ Quyên. Hả? Ủa, tới rồi hả? Ga Đỗ Quyên. Và bây giờ chúng ta sẽ xuống nha. Ok. Các anh chị có thuốc lá cho xin điếu ơi. Có thuốc lá không? À. Rồi bây giờ tụi em đi xong về thì tụi em sẽ tiến hành đi phát quà cho bà con vùng cao nha. Ngày hôm nay chúng em sẽ đi mua những cái phần quà như là gạo, mì gói, nước mắm, muối, bột ngọt, cũng như là bánh kẹo. Đó, bánh kẹo để tặng ha. Thì dự kiến ban đầu của anh em là 40 triệu là 8 kênh YouTube, mỗi kênh 5 triệu. Nhưng mà thấy nhiều quá, thấy nhiều cái hộ gia đình quá. Đã liên hệ được cái chính quyền địa phương ở đó thì người ta báo là có tới 300 hộ. Cho nên chúng em mới kêu gọi đồng hành tất cả quý vị nha. Đó. Các anh chị nào đồng hành thì vào bất cứ một clip nào của Sơn Sàm, bất cứ một video nào của Sơn Sàm TV sẽ có một cái số điện thoại trên góc màn hình. Các anh chị vào kết bạn Zalo hoặc là liên hệ với số điện thoại đó nha. Cú ích đồng nhiều nha quý vị. Kệ làm cho vui. Lên đây sướng quá, quá đã. Đây là một cái chuyến đi du lịch và phải nói là nhớ đời, một cái chuyến trải nghiệm không thể nào quên được quý vị. Sẵn dịp tụi em kết hợp để mà đi phát quà cho trẻ em vùng cao, sau này có cái kỷ niệm chúng em để xem lại ha. Cảm ơn mọi người đồng hành cùng với tụi em. Lạnh mà đốt đi thuốc nó không cháy luôn quý vị. Đây khả năng là âm độ gì, 0 độ hay là 3 độ, 2 độ gì. Không thấy luôn nha mọi người. Một cái view quá đẹp. Bây giờ tụi em sẽ đi ngược lại về nha. Hồi nãy là đi cáp treo lên đây rồi, giờ đi ngược về lại. Quá đã. Nãy giờ cũng có một số anh chị gửi tiền cho em nha.
ví dụ như là 500, 200 cũng có người 1 triệu nha. À, tụi em sẽ gom vào một cái quỹ cho bạn Tiến Vlog. Bạn ấy sẽ ghi tất cả ra, tổng hợp tất cả lại, cũng như là ghi lại tất cả những hóa đơn tụi em mua gạo, mua mì. Đó, và bên chỗ mấy cái bản làng đó thì người ta cũng đưa danh sách cho tụi em hết rồi. Tụi em sẽ làm minh bạch tất cả mọi thứ nha. Các cô chú anh chị cứ yên tâm, mình làm cho vui mà. Đây là không, tụi em làm không có ý định làm, lên đây chơi thì thấy vậy thôi, cái tụi em tức cảnh sinh tình tụi em làm thôi ha. Ok các anh chị. Rồi sao, rồi đủ chưa? Rồi đủ 9 người. Giờ tụi em phải mua vé để quay ngược lại nha. À, quá đã quý vị, lạnh quá. Đó, đúng ra tụi em ngày hôm nay là tính vào những cái vùng bản làng, nhưng mà ngày hôm nay tụi em đi không kịp. Ở trên đây thì cái đồ nhu yếu phẩm người ta không có bán sẵn nha, mua số lượng lớn thì cũng ít, và người ta không có phân chia sẵn, cho nên hôm nay chút xíu nữa tụi em đi tra cấp treo về, tụi em sẽ phân chia mua, và tụi em sẽ chia ra từng lô từng lô, từng bịch từng bọc từng bọc từng bọc từng bọc. Gạo thì sẽ mỗi người 10 kg, muối 1 kg, bột ngọt nửa ký, một thùng mì, bánh kẹo các kiểu. Đó, tụi em tính trong vòng khoảng 200 mấy, gần 300 ngàn một suất nha quý vị. Rồi ok mọi người. Rồi, xin nhắc lại một lần nữa, các anh chị có thể vào bất kỳ một cái clip nào ở trên kênh của Sơn Sàm TV, bất kỳ video nào, bất kỳ một video nào thì các anh chị đều thấy cái số điện thoại ở trên cái góc màn hình này nè. À, các anh chị kết bạn Zalo hoặc Viber cái số đó, rồi nhắn tin cho em thì em sẽ trả lời nha. Cảm ơn mọi người. Này là tới đỉnh chưa? Chưa hả? 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 Tới chưa? Đi bộ lên hả? Ừ, rồi đi ra quay thử. Ok, giờ mình sẽ lên review cho mọi người nha. Đỉnh Phan Xi Phan. Đây. Đây. Đỉnh Phan Xi Phan. Đây là Phan Xi Phan nha mọi người. Ba ngàn 143 mét. Nhìn xuống dưới là thấy. Không thấy gì luôn. May là may. Sẽ review cho tất cả quý vị. Quá đẹp. Nhìn xuống dưới là ngợp luôn. Không thấy gì luôn. Thôi. Cứ như là ở trên trời đó quý vị. Tiên cảnh nha. À.
Đúng là một cái trải nghiệm thật sự thú vị đó quý vị. Lát nữa đi xuống còn hay nữa. Hả? Đây là Estam TV nha. Chào các khán giả trên kênh Sơn Sam ha. À, nãy giờ đi lên là nói chung là cũng hồi hộp, mà bây giờ đi xuống thì chắc cũng hồi hộp nhiều hơn. À, cảm giác chúng ta đang đứng trên một cái không đi là... xuống thì nó nhẹ nhàng hơn, nó đỡ vất hơn, giống như đang ở trên tiên cảnh đó quý vị, thiên đình đó. Xung quanh quý vị không chào, thấy gì mà mây. Chào 6.230 khán giả đang coi ha. Còn mây là mây không quý vị. Anh em đang uống cà phê chút nữa. Ok để mình sẽ vào uống cà phê. À kính thưa quý vị thì nóng nào các bác. Chúng ta cũng bắt gặp rất là nhiều cái trẻ em mặc áo rất là phong phanh quý vị, nó không có áo ấm gì đó. Thì cũng một phần là do là mấy bé nó quen rồi, cũng một phần là do là cũng điều kiện kinh tế không có, cho nên bắt buộc phải thích nghi. Rất là tội quý vị. Em mặc 3-4 cái áo ấm nhưng mà em vẫn chịu không nổi, cái tay của em nó muốn cứng luôn rồi. Mà thấy các bé ở đây rất là tội nghiệp. Đó, cho nên xuống xứ nữa đi xuống núi thì anh em sẽ đi mua những cái nhu yếu phẩm cần thiết. Cảm ơn nhạc sĩ Nhất Phương. Nói chung là anh em mình có thể không cùng quan điểm ở những câu chuyện này, nhưng mình cùng quan điểm ở những câu chuyện khác. Cái đó không quan trọng bằng cái mình nhìn về một hướng, đó là những cái hoàn cảnh và những góc khuất của xã hội. Thì bọn em vẫn ăn kem bình thường mà. Cái tàu hỏa con. Giờ mình sẽ vào thưởng thức cà phê, một ly cà phê trên đỉnh. Muốn test thì ra ngoài trung tâm y tế nhá. Rồi, cuối video clip thì như thường lệ Sơn Sàm xin giới thiệu đến tất cả các vị một số sản phẩm của Sơn Sàm nha. Rồi, trong Zalo này là rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản uy tín và chất lượng. Tất cả là hàng Nhật, chất lượng Nhật 100% made in Japan nha quý vị. Đó, thì các anh chị ở nước ngoài có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn. Còn các anh chị ở trong nước thì có thể liên hệ số điện thoại này để đặt hàng Sơn Sàm nha. Đó, thì mỗi video clip thì Sơn Sàm giới thiệu một vài món thôi ha, vài món. Đó, thì đầu tiên thì xin giới thiệu cả nhà mình cái sản phẩm giảm mỡ Onaka đây. Giảm mỡ Onaka nha. Đó, sau một mùa xuân lại đến. Đó, thì ăn Tết xong thì ai cũng lên cân lên ký. Đó, mặt mọc ra là nó full màn hình, cái mặt như cái mặt bàn đó. Thì cái nhu cầu giảm cân giảm ký của các chị em rất là cao, đặc biệt các anh mà hay ăn nhậu cũng vậy, đúng không? Thì đây cái sản phẩm này là gì? Viên uống giảm mỡ Onaka nó làm tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm như là mỡ bụng dưới nè, đùi eo mông các kiểu nha quý vị. Rồi đặc biệt cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, nó không làm mình mệt mỏi, không cần kiêng cữ gì hết, chỉ cần sau 9 giờ tối đừng có ăn gì hết nha. Và nếu mình có thời gian thì đi bộ càng tốt. Một liệu trình 4 hộp này nó xuống từ 8 đến 10 ký nha quý vị. Rồi thì một hộp này là nó có 60 viên, mỗi ngày uống 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên sau bữa ăn nha. Một hộp thì uống 15 ngày, một liệu trình 4 hộp này thì nó sẽ uống được 2 tháng và xuống được 8 đến 10 ký nha quý vị. Cực kỳ hiệu quả. Một liệu trình 4 hộp này em bán 2.6 triệu, 2.6 triệu một liệu trình giảm mỡ Onaka nha quý vị. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm là cái hỗ trợ giấc ngủ GABA đây. Cái sản phẩm này của Nhật Bản em bán rất chạy luôn. Các cô chú anh chị, những người nào bị mất ngủ nè, đó, bị mất ngủ nè, giấc ngủ lo âu nè, hồi hộp, chập chờn nè, đó, phập phồng lo sợ, cũng như là cái giấc ngủ mình nó không có sâu, đó, ngủ không có được, là nó chập chờn các kiểu, thì đây cái viên uống hỗ trợ giấc ngủ GABA này nha quý vị. Đó, thì một hộp 120 viên, đặc biệt nó không có cái thuốc ngủ ở trong này, cái thành phần không hề có thuốc ngủ nha. Đó, nó giúp cho mình an thần ngủ được nha quý vị. Rồi, một hộp này 120 viên em bán 1.750.000, 1.750.000 nha. Ok. Rồi, tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo. Đây, đông trùng hạ thảo sản phẩm cực kỳ tốt của Nhật Bản dành cho các cô chú anh chị nào bị những cái bệnh về thận nha. Thận yếu nè, đó, thận hư nè, phế hư nè, tiểu đêm nè, tiểu gắt nè, yếu sinh lý nè. Đó, đặc biệt cái này nó hỗ trợ về thận rất tốt, đông trùng hạ thảo. Rồi, một hộp 120 viên em bán 2.850.000, 2.850.000 nha quý vị, sản phẩm cao cấp nhất của Nhật Bản. Rồi, kế tiếp nữa là cái hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, hoạt huyết dưỡng não Yonosi của Nhật Bản nha. Các cô chú anh chị, những người lớn tuổi, đó, những người nào mà bị hoa mắt nè, chóng mặt nè, tê tai, tê chân nè, đó, và đặc biệt là gì, thiếu máu não đó, thì đây cái sản phẩm này nó hỗ trợ về nó, cái tất cả các vấn đề về não, nó tăng cường oxy lên não, nó bổ não đó, nó giải quyết được những cái bệnh như là hoa mắt, chóng mặt, đứng lên mặt xem vòng đó, đó, rối loạn tiền đình các kiểu nha quý vị. Rồi, một hộp này 300 viên em bán 3.500.000 luôn, 3.500.000 luôn nha, 300 viên. Rồi, cái cuối cùng em sẽ giới thiệu cả nhà mình là đây, cái viên uống trị tóc bạc.
Kumachi thì cái này là 100% chiết xuất từ mè đen đó. Có những người tóc bạc rất sớm, sơn sàm là có bạc, cái này là bạc tốn tiền đây, nhộm đây, ngựa quá nhộm chứ không phải là tóc bạc nha quý vị. Thì có những người thì có mười mấy hai mấy tuổi đã bạc rồi, ba mấy cũng bạc, bốn mấy năm mấy bạc sớm đó. Thì do gì? Do cái máu, máu mình xấu thì cái sản phẩm nó cải thiện từ bên trong đó, nó làm nó lọc máu này đó, và nó làm nó cổ, nó cải thiện tất cả những cái chỉ số về máu. Khi mình dùng được khoảng 3 liệu trình đó, một liệu trình 3 tháng chứ một gói này cũng một tháng nha, một liệu trình ba gói này là 3 tháng, thì bắt đầu cái chân tóc mình nó bắt đầu là nó ra màu đen đó, chân tóc mình nó đen nha, mà nó đen rồi thì nó đen rất lâu. Có người thì uống một liệu trình thì bắt đầu nó đen, cũng có người dùng thứ hai liệu trình nha quý vị đó. Sử dụng cái sản phẩm này là phải dùng kiên trì đó, dùng đều nha đó, còn muốn đen lẹ thì mua thuốc nhộm gì nhộm đó. Thì đây một liệu trình 3 tháng như thế này là em bán 2,4 triệu nha quý vị. Một gói này nó có 60 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên nha đó. Gói này uống tháng này, 3 gói 3 tháng, 2,4 triệu miễn ship rồi. Ok, còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình có thể tham khảo ha đó. Các anh chị mình có thể liên hệ vào đó để mà đặt hàng rồi. Các anh chị ở nước ngoài thì liên hệ qua Zalo, Viber, còn các anh chị ở ở dưới quê đó, những người không có Zalo, không biết smartphone là gì thì có thể bóc điện thoại trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm đặt hàng nha, cho địa chỉ số điện thoại Sơn Sàm ship tới nơi luôn ha, kiểm tra hàng, nhận hàng rồi thanh toán. Rồi đây là hàng của gia đình em, hàng của em, kênh YouTube của em không quảng cáo cho ai hết, không bao giờ bán hàng tầm bậy, cả nhà yên tâm. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha quý vị đó. Mua cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi kính thưa quý vị, chúc tất cả quý vị sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, hẹn gặp lại trong video sau.